hai ca khúc đã làm cho tên tuổi của A Páo, nhạc sĩ, ca sĩ Ngô Sĩ Ngọc đến với khán giả gần hơn. Đó là ca khúc Tìm Em Có Ví Sông Lam do chính A Páo sáng tác. Và ca khúc này đã đạt 13 triệu lượt view sau một tháng lên sóng của chương trình Sàn Chiến Giọng Hát Việt. Và ca khúc Tìm Em Có Ví Sông Lam cũng được A Páo thể hiện trong MV của mình, đạt 6,1 triệu và 1,1 triệu. Ca khúc thứ hai đó là Hà Tĩnh Quê Ơi. Ca khúc này cũng giúp A Páo tự sáng tác và đạt 2,4 triệu view và 1,1 triệu view. Như vậy là đây là hai ca khúc làm thay đổi cuộc đời của A Páo, đưa nhạc sĩ, ca sĩ tài năng, nghệ dân A Páo đến với khán giả bốn phương gần hơn và được quý vị khán giả trong nước và ngoài nước rất yêu mến. Đồng thời cũng có hàng loạt ca khúc khác, tuy nhiên ca khúc Tìm Em Có Ví Sông Lam là đạt con số hiện tại bây giờ là gần 100 triệu view cho tất cả các ca sĩ, nào là Khấn An, nào là Thần Tài, Thân Quý và nhiều ca sĩ khác nữa. Vâng, chúc cho A Báo thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và sáng tác được những nhạc phẩm hay hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa, phục vụ quý khán giả trong và ngoài nước. Xin cảm ơn A Páo rất nhiều về tiếng hát của mình, về âm nhạc tuyệt vời.